hôm nay lại tiếp tục chương trình làm hang đá, và cũng là cái ngày gần cuối cùng, cũng chuẩn bị xong quý vị. Và ngoài những các cho họ lên để hỗ trợ giáo xứ thì quý vị thấy là phía xa xa bên dưới chỗ tượng Lòng Thương Pháp Chúa có một nhóm thiếu nhi tranh thủ đi học về, cũng đến để chiêm ngưỡng và cũng là cầu nguyện trước Chúa Giêsu Lòng Thương Pháp Chúa. Thì quý vị thấy là giáo xứ Thiên Tâm là từ những người lớn cho đến những trẻ em, và những rảnh thời gian rảnh rỗi các em đi học về cũng tranh thủ ghé qua để chiêm ngưỡng và cũng cầu nguyện với Lòng Thương Pháp Chúa. Mấy em này cũng sống đời rất là tốt đẹp. Rồi quý vị thấy là đây là đang là làm mô hình Đức Mẹ Truyền Tin, khu vực sảnh chỗ gần tháp chuông của giáo xứ Trung Tâm. Vâng, một số thợ cũng đang là tiến hành làm cho bố cục được sôi động hơn. Đây là Thánh Thần, Thánh Thần Truyền Tin. Đây là bố cục, tại vì Thanh Tịnh đứng ở sát quá cho nên là hiện bây giờ đang là trên hiên, trên hiên của nhà thờ, cùng với các ban giáo họ đang đưa những cái tấm phông để trang trí cho tăng thêm cái bố cục của hang đá. Rất nhiều anh em giới trẻ cũng đang là hỗ trợ để đưa những tấm phông lớn che hầu như là gần hết cái mặt sảnh, mặt tiền của giáo xứ, của nhà thờ giáo xứ Chính Tâm. Vâng, đối với công việc thì leo cao cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà các giới trẻ của giáo xứ cũng rất nhiệt tình để tham gia vào cái công tác làm cho giáo xứ tăng thêm vẻ đẹp, cũng như là về cái trang trí phục vụ đại lễ Giáng sinh cho chu toàn. Cho nên là các ông trùm cũng như là các giáo họ, kể cả cũng có sự góp mặt của ban thường vụ và các ủy viên hội đồng phục vụ giáo xứ Trung Tâm, cũng tham gia để cho hoàn thiện công tác được tiến độ nhanh nhất. Quý vị thấy là nhìn từ Thanh Tình đứng từ trên cao nhìn xuống là rất là cao, cho nên là cũng không có được rõ mấy. Trong đó là có sự hỗ trợ về kỹ thuật của cha phó. Quý vị thấy là nhìn xa xa là người đang đội mũ và cầm tấm phông trắng đang là đứng trao đổi với lại bên kỹ thuật viên là cha phó của giáo xứ Trung Tâm đấy quý vị. Cha rất nhiệt tình và cũng đang hỗ trợ kỹ thuật cho ban trang trí của giáo xứ Trung Tâm. Không đi xuống quay được, cho nên là quý vị thấy là cái khâu hang đá thì đã là hoàn thiện, còn đây là khâu trang trí thêm. Quý vị thấy là hiện bây giờ nó đang là làm cái tấm phông che mặt tiền, che những cái phần không cần thiết lộ ra ngoài để cho phục vụ cái bố cục của lễ Giáng sinh được phù hợp và cũng là đúng theo cái mô hình của đêm Noel. Quý vị thấy là ngày hôm nay rất đông, mười mấy hai chục người vẫn là hăng say để mà mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi việc để làm tăng thêm cái chất lượng cũng như là về cái công việc. Quý vị thấy là một số anh em giới trẻ rất là cao, hiện bây giờ đang ở trên nóc nhà thờ rất là cao để gia cố lại tấm bạt, tấm phông để mà phủ lên những cái phần mà không cần thiết trong cái bố cục của hang đá. Quý vị thấy là đây là Thánh Tình đang là quay trên sảnh của
nơi mà Thanh Bình cũng đang thực hiện cùng với lại ban họ làm bố cục của chỗ một góc của bên tháp chuông của làm mô hình Đức Mẹ Truyền Tin. Quý vị thấy là tháp chuông này, tháp chuông rất là cao, nhưng mà bố cục của Đức Mẹ Truyền Tin thì nằm Thanh Bình cũng như là một số ông chủ ban họ là làm thiết kế ở bên dưới. Hiện tới ngày hôm nay là cũng là phấn đấu làm sao cho tới ngày hôm nay là về bố cục cũng như là điện đóm là phải là cho xong. Thưa quý vị, là ra chỉ tiêu, Thanh Bình ra chỉ tiêu như vậy thì cũng không biết là rồi các ông chùm là hỗ trợ Thanh Bình như thế nào, nhưng mà Thanh Bình sẽ cố gắng để hoàn thành công việc trong ngày hôm nay quý vị nhé. Cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và cảm ơn quý vị, và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và chuẩn bị đón mùa Giáng sinh thật là vui vẻ. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị nhé.